train đã đến Katoomba, Blue Mountain, núi chơi nữa nha cả nhà. Rồi. Good. Yeah. Gingerbread nè. Coffee, coffee time. Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn ở ASL Club Watara Motel. Ở đây phong cảnh rất là đẹp nha các bạn. Đi lên đồi, đi xuống đồi, xuống lên núi, xuống núi. Và bên kia đó là motel ha, hotel. À, còn tút đằng kia là ASL Club Katoomba. À, tí nữa chúng ta sẽ ghé vào ăn and trải nghiệm thử những món ăn đặc biệt của ASL nha. Mời cả nhà. Wow. À, đây là Katoomba ASL. Bang. Rồi. Katoomba ASL Club. Ok, bây giờ đi vô ăn nha các bạn. Đẹp quá ha. À, ngon. Rồi. Chúng ta sẽ order cái món này đi. Hả? Cái gì? À, đẹp quá. Beautiful. Wow. Thank you. Awesome. Hi. Mời cả nhà ăn chung nha. Bánh mì ngon lắm. Mời cả nhà ăn đồ Tây với mình nha tại Katoomba ASL Club. Và đây là một cái món rất là đặc biệt, bánh mì, bánh mì Tây. Mời cả nhà ăn chung nha. Chị Hữu Lan ha. Let me see. Bánh mì này á thì có cherry tomato nè. Cái này là thô nè, bánh mì nó nướng này nè. Thì có rau cải nữa. Mời cả nhà ăn chung. Đây là cái món bánh mì nè, bruschetta nè, có cherry tomato, spanish onion nè, pesto nè, balsamic glaze and oil. Mời cả nhà ăn chung nhé. Ngon lắm. Delicious. Đúng thật ha. Rất là ngon nha cả nhà. Đây nè. Bánh mì nướng. Có tomato ở trên nữa. Vui vẻ nha, chúc sức khỏe. And thanks for watching and be in my movie star. See you
đến. Cheers. Chúng ta đang ở trên Katumba SL Club ở trên núi Máu Thần ạ. Rất là ngon. Ăn nha. Ăn bằng tay mà ngon á. Còn một miếng nào. Ăn luôn nha. Delicious. Ngon lắm cả nhà. Thank you. Beautiful. Awesome. Delicious. Đây là cái món garlic này các bạn, rất là ngon. Có bánh này ha, có French fry nè, garlic prawn nè, rau cải nè, rồi sao cùng sao? Hàng bốc à? Đây là món pan fry garlic prawns. Đó. Mình không có member thì 29. Thơm quá các bạn ơi, ngon quá. Ủi sực à, mời cả nhà ăn chung nha. Ở xứ Tây, ăn đồ Tây ha. Ngon. Mời cả nhà ăn chung nha. Ngon lắm. Cá lịch nè, chip nè, và rau cải rất là ngon nha cả nhà. Ăn hot chip ha. Garlic prawn ha, rau cải ha, lemon. Nhập tiền thôi, mời cả nhà ăn chung. Ngon á, rất là ngon. Chúng ta đang ở trên núi Blue Mountain Khá Thơm Bà. Vui vẻ nha cả nhà, chúc sức khỏe nha. Đây là cái món garlic prawn, rất là ngon. Mời cả nhà ăn chung nha, rất là dễ thương nè. Đi coi. Thú kêu quá. Ăn tôm nha. Béo lắm. Ứng nguyên con này ra ăn quá. Ăn đồ Tây ngon nha các bạn. Hôm nay đi lên núi chơi ha. Mời cả nhà ăn chung. Nguyên con tôm hứ được bự luôn, cá lịp con. Ngon lắm cả nhà. Tôm rất là tươi. Có tỏi nữa. Sẽ review luôn cái bathroom ở đây cho các bạn xem. Rất là good. Sạch sẽ, thơm tho. Như là hotel á. Rồi, đi về nha. Ít xảy á. Quá thì nai vậy. Rồi, nó nê rồi. Tiếp tục cuộc hành trình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đây mình ha. Chia sẻ Sir Diamond. Rồi share. Không gì vui bằng search nha.
theo dõi nha, take care. À, đẹp quá. Giống trên Sapa không? Chỉ Sapa à. Sapa Việt Nam à. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Waterfalls. Welcome to Waterfalls, Blue Mountain, Katoomba. Đẹp quá. Đẹp quá các bạn ơi. Quá đẹp luôn, mẹ thiên nhiên. Thương quá. Người đẹp sợ. Người đẹp không muốn xuất hiện. Đẹp quá. Đẹp quá. Phải đi. Em đừng đi. Anh chờ. Ok. Tiếp tục vượt Trường Sơn nha các bạn. Wow. Đẹp quá. Đi tiếp nữa nha các bạn. Em phải đi. Em đừng đi. Anh chờ em mãi muôn đời. Xin tình ta. Vui quá cả nhà ơi. Rất là đẹp. Em rất là thích, rất là thích waterfall. Ok, tiếp tục cuộc hành trình nữa nha cả nhà. Chúng ta cùng nhau khám phá những điều mới lạ, vui vẻ của ngày hôm nay nha. Enjoy. Thanks for watching. Theo dõi kênh Sếp Diamond. Like and share. Vui. Ơi xảy à. À. Đông vui. À. Đi. Yeah. Đi. Yeah. Rồi đi nữa nha cả nhà. Beautiful. À. Rất là đẹp. Đi. Wow. Đây là một cái thác nước rất là đẹp nha cả nhà. Oh. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ hướng về đi Scenic World. Wow, mấy cây này như cây dù á. Ủ len à. Thiên đáy mình kìa. Trời ơi, cảnh ở trong núi rừng rất là mát mẻ nha cả nhà. Nó mát, làm cho mình đã lắm, feel good lắm. À, bây giờ là 4 giờ chiều rồi đó. Còn một tiếng nữa là hết Sebas rồi. But anyway, have fun, enjoy. Enjoy tất cả những gì mình có thể nha cả nhà. Wow, đẹp quá. Đi nhiều lần ở núi Katoomba rồi á, nhưng mà lúc nào mình cũng thích tới cái waterfall này hết. Đẹp quá. Oh. Yeah, đi. Đẹp quá. Oh. Lèn ha. Hổ lèn à. Oh. Yeah. Trời ơi, lá nó xanh, thiệt là xanh luôn. Đẹp quá. Ở trong này nó xanh, rất là đẹp luôn các bạn. Lá, cây lá xanh ta. Quá trời luôn. Ơi, cả nhà ơi. Wow, rất là may mắn nha. Lucky à. À, hết sảy rồi. Skywalker.
Wow, rất là may mắn. Very lucky to see one. Hello. Lỏng cầm rơi lại, cảm ơn. Nó phim quá tiền, ngồi tìm phim nữa. Oh, nó go back rồi. Yeah. Yeah. Đi. Hả? Nó dớ liền à? Yeah. Walking kìa. Hiking. Đây là bao nhiêu step đây? Này giống như nấm mèo á. Ăn không? Này là cái gì đây? Này Aeroc nè. Aeroc. Wow, tao quay cho lì à. Hello. Wow. Ui, có tàu tu tắc nữa. Wow. Aeroc. Sydney Aeroc. Wow. Oh, here nice. Ah. Wow. Beautiful. Đằng kia là Sydney qua. À. Đây là thung lũng tình yêu. Màu xanh. Đằng kia là Three Sisters. Wow, cái lúc ao này good ha. Đen ha. Wow. Wow, lúc này có curtain á, có veil á. đẹp quá. The Three Sisters kìa. Wow. Đẹp quá cả nhà ơi. Kéo cái đống vào này chim phần. Tiếp tục cuộc hành trình nhé cả nhà. Bước Trường Sơn. This is another lookout ha. Often lookout. Đi vô đếm như vô cái hàng gì. Wow, đi thôi bị anh tì take picture nè. Lý nè. Lý ơi. Hả? Want to get in? Yeah. Wow. Ở Úc có nhiều cảnh rất là lạ lùng nha. Lần đầu tiên mình vô đây á. Trời ơi. Vô đây nha. Wow, cái này giống như bên Mỹ nè. Cái kennel á. Antelope à. Antelope. Wow. Đẹp quá ha. Này thích picture của nice à. À, thấy thôi. Thấy không? Cái này cho người ta chụp hình sống ảo nè. Nè, thích picture nè, hữu len à. Wow, nice à. Wow, có biến nữa kìa. Wow, Skywalker. Yeah. Ủa. Đẹp quá cả nhà ơi. Yeah. Quá tuyệt vời. Oh, đã. Oh. Nhiều waterfall quá. Giẫm sủy nè. Trời ơi, my god. Đẹp quá. Đẹp quá. Trời ơi. Này là cartoon đó he. Wow. Beautiful. Đẹp quá. Wow. Beautiful ha. Huh? Đẹp quá. Very special ha. Ôi ơi. Ôi ơi. Tiêu cho lên một cái. Yeah.
cảm ơn cả nhà nha. Hôm nay đi một ngày rất là vui, rất là khỏe rồi ha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi Diamond ha. Thanks for watching. Sir Diamond ha. Share. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra khỏi núi nha.